Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự ngày hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Lai Châu với những nội dung chính ngay sau đây. Tân Phong là phường đầu tiên của thành phố Lai Châu có người dương tính với COVID-19. Do vậy, công tác rà soát đã được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Cán bộ của phường đã nỗ lực xác minh, nắm bắt thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và có biện pháp cách ly phù hợp. Lai Châu tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Dũng vừa ký ban hành chỉ thị số 06 CTUBND ngày 27 tháng 3 về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch COVID-19. Chỉ thị nêu rõ, công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Lai Châu tiếp tục được triển khai rộng khắp, quyết liệt với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ngành, các cấp và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Đã có một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn. Vì vậy, để kiểm soát có hiệu quả sự lây lan, chủ động ngăn chặn, ứng phó và chiến thắng dịch bệnh trên địa bàn của tỉnh, bảo vệ tốt nhất sức khỏe tính mạng của nhân dân, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành các cấp thực hiện các nhiệm vụ sau. Các cấp các ngành và toàn thể nhân dân tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch như chống giặc, quyết tâm nỗ lực hơn nữa, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt đối không lơ là chủ quan. Bằng mọi giải pháp phát hiện sớm nguồn lây lan, cách ly kịp thời, khoanh vùng nhanh gọn, dập dịch triệt để. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố quyết định tạm đình chỉ hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ thiết yếu, thông báo kịp thời đến cơ sở kinh doanh dịch vụ và nhân dân được biết để phối hợp thực hiện, kiểm tra giám sát chặt chẽ việc thực hiện tại các cơ sở theo quy định. Từ 0 giờ ngày 28 tháng 3 năm 2020 đến hết ngày 15 tháng 4 năm 2020, các cấp các ngành dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng, không tụ tập 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người tại các địa điểm công cộng, dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, thờ tự, dừng tất cả các hoạt động văn hóa thể thao giải trí tại các địa điểm công cộng. Hạn chế việc di chuyển của người dân, nhất là từ các tỉnh, thành phố đang có dịch về tỉnh Lai Châu. Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo rà soát tổ chức lại các hoạt động vận tải hành khách để hạn chế đi lại, tập trung đông người, trừ các phương tiện vận chuyển hàng hóa. Địa phương đơn vị nào để xảy ra tụ tập đông người thì người đứng đầu phải chịu xử lý trách nhiệm kỷ luật trước Chủ tịch UBND tỉnh và cấp có thẩm quyền. Chính quyền các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở do lực lượng công an chủ trì cùng thanh niên xung kích trên địa bàn, tổ tự quản dân phố, thôn bản thực hiện việc giám sát các trường hợp cách ly tại gia đình, nhất là các trường hợp liên quan đến bệnh nhân số 133, các trường hợp liên quan đến khám chữa bệnh tại bệnh viện Bạch Mai. Hạn chế tối đa việc giao tiếp của người bị cách ly y tế, thực hiện cưỡng chế cách ly y tế đối với các trường hợp chống đối cách ly theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Lai Châu tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp khoanh vùng, phong tỏa khu vực ngõ 224 đường Trần Phú, phường Tân Phong, đảm bảo việc ổn định tâm lý và cung cấp đủ các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân. Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ mọi trường hợp nhập cảnh trên tuyến biên giới, chú trọng việc đảm bảo an toàn cho các lực lượng quản lý nhập cảnh làm việc tại cửa khẩu Pa Lù Thàng, các khu cách ly tập trung và các cơ sở cách ly dân sự khác. Công an tỉnh xử lý nghiêm, kể cả xử lý theo pháp luật hình sự, các trường hợp đưa tin không đúng sự thật, không khai báo y tế không trung thực, trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế, găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường theo đúng quy định của pháp luật, khẩn trương phối hợp với y tế, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, thực hiện rà soát xác minh, khoanh vùng các trường hợp tiếp xúc, có khả năng tiếp xúc với bệnh nhân số 133 và các trường hợp khác có liên quan. Sở Y tế chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, thuốc, vật tư y tế, đảm bảo sẵn sàng cho mọi tình huống theo kế hoạch, kịch bản đã được phê duyệt, đảm bảo an toàn cho lực lượng bác sĩ, cán bộ y tế, các lực lượng trực tiếp phòng chống dịch. Sở Thông tin Truyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Lai Châu, các cơ quan truyền thông kịp thời thông tin đầy đủ, công khai minh bạch về diễn biến tình hình dịch. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu và các tổ chức đoàn thể tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền, vận động nhân dân tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh và bình tĩnh yên tâm, tin tưởng các biện pháp phòng chống dịch của các cấp các ngành, tiếp tục vận động các tổ chức, nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa đề nghị Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng qua hệ thống bưu điện trong thời gian phòng chống dịch COVID-19.
Theo đó, cơ quan bưu điện thực hiện chi trả lương hưu tại các cơ sở bưu điện trong thời gian phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ bắt đầu từ kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 năm 2020. Người hưởng cần chủ động lựa chọn thời gian phù hợp theo thông báo của cơ quan bưu điện, mang theo thẻ chi trả đến các bưu cục để nhận tiền. Đối với những người hưởng thuộc địa bàn cách ly do dịch bệnh, bưu điện phối hợp với chính quyền địa phương, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và cơ quan bảo hiểm xã hội có phương án chi trả kịp thời, an toàn cho người hưởng, phù hợp với điều kiện cụ thể của địa bàn. Ngoài ra, cơ quan bưu điện cũng sẽ tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp hàng tháng tận nhà đối với người hưởng lương hưu, người hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội từ 80 tuổi trở lên, người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, không tự đến hoặc không ủy quyền cho người khác, người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú. Thời gian chi trả sẽ được thực hiện theo quy định và tùy theo tình hình thực tế của từng địa phương. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chủ động phối hợp với bưu điện báo cáo Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 năm 2020 và các tháng tiếp theo trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, theo hướng dẫn đề xuất giải pháp thời gian chi trả phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho người hưởng theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Bảo hiểm xã hội các địa phương phối hợp với bưu điện rà soát danh sách người hưởng từ 80 tuổi trở lên, người hưởng dưới 80 tuổi ốm đau, đi lại khó khăn, người hưởng bị bệnh mãn tính đang được điều trị ngoại trú để có thông báo cho cơ quan bưu điện tổ chức chi trả tại nhà. Tiếp tục truyền thông cho người hưởng biết các nội dung thay đổi về phương thức, thời gian và địa điểm chi trả để người hưởng biết thực hiện và yêu cầu người hưởng đến điểm chi trả nhận tiền phải đeo khẩu trang, tránh tập trung đông người, đảm bảo an toàn cho người hưởng trong thời gian phòng chống dịch. Đối với Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị chỉ đạo bưu điện các tỉnh, thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đề xuất báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 4 năm 2020 và các tháng tiếp theo trong thời gian phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại điểm chi trả như tổ chức phun khử khuẩn tại tất cả các điểm chi trả trước và trong thời gian cơ quan bưu điện tổ chức chi trả, trang bị nước rửa tay sát khuẩn, thực hiện đeo khẩu trang tại tất cả các điểm chi trả trong suốt quá trình chi trả. Trường hợp người hưởng không đeo khẩu trang đến điểm chi trả thì bưu điện cần phát khẩu trang miễn phí cho người hưởng. Thưa quý vị và các bạn, Tân Phong là phường đầu tiên của thành phố Lai Châu có người dương tính với COVID-19. Do vậy thì công tác rà soát đã được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Không kể ngày đêm, các cán bộ của phường đã nỗ lực đi đến từng nhà, ra từng đối tượng để xác minh, nắm bắt thông tin, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh và có biện pháp cách ly phù hợp. Ghi nhận của nhóm phóng viên, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đây là hình ảnh cán bộ phường Tân Phong, thành phố Lai Châu đi gõ cửa từng nhà của 15 tổ dân phố, bản trong phường để xác minh, nắm bắt thông tin về từng cá nhân trong các hộ gia đình, đồng thời tuyên truyền tới nhân dân cách phòng chống dịch có hiệu quả. Tôi thấy là cái việc cán bộ phường và các đồng chí có trách nhiệm đi rà soát từng nhà, từng ngõ như thế rất tốt cho việc phòng chống COVID. Trong cái dịp này, nếu mà mọi người có ý thức và có nỗ lực từ bản thân thì tôi nghĩ cái việc phòng chống này rất là tốt và sẽ vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Thì trong thời gian qua xảy ra dịch trên địa bàn thì ban chỉ đạo đã họp gấp và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, phối hợp với từng tổ dân phố, bản, từng nhóm khu dân cư để rà soát cái thế hệ F1, F2, F3. Và trên cơ sở đấy thì phường cũng ra quyết định cách ly theo quy định, đối với F3 là ra quyết định cách ly tại nhà. Để sau khi ra quyết định thì để kịp thời thì đã phân công cho các thành viên để đi phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố để gửi quyết định cách ly cho đối tượng cách ly tại nhà theo quy định. Vâng, thưa quý vị và các bạn, với quan điểm là gõ từng nhà, ra từng đối tượng, những ngày này thì cán bộ phường Tân Phong đã nỗ lực hết sức mình để đến từng gia đình tuyên truyền cũng như là nắm bắt thông tin và tuyên truyền cái cách phòng chống dịch có hiệu quả. Qua rà soát hiện nay, phường Tân Phong có 10 trường hợp thuộc F1, 66 trường hợp thuộc F2. Đối với 191 trường hợp thuộc F3, phường đã chỉ đạo các tổ dân phố quản lý chặt chẽ việc cách ly tại nhà. Đối với khu vực bị phong tỏa thuộc tổ dân phố số 4, phường cũng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng trong việc trực chốt, kịp thời cung ứng nhu yếu phẩm cho nhân dân, đồng thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con tại khu vực này để có những giải pháp trong thời gian tới. Phường Tân Phong thì bây giờ đang nỗ lực rà soát những cái đối tượng, những cái trường hợp mà từ F1 thì
khai thác để rà soát F2 để đi cách ly tập trung, F1, F2 đi cách ly tập trung bằng nhiều hình thức như là trao đổi trực tiếp với những trường hợp F1, F2, cử các nhóm. Sau đó thì trao đổi bằng điện thoại này, gặp gỡ các tổ dân phố đối chiếu này và cử như trong ngày hôm nay là đã cử 5 nhóm cán bộ công chức cũng như là giáo viên huy động thêm của các trường học để đến các tổ dân phố để đối chiếu xem là còn sót những cái đối tượng nào mà chưa lập danh sách, chưa đưa vào quyết định và chưa đưa đi cách ly không, thì phường cũng đang tăng cường cái công tác này. Được biết, ngoài công tác phong tỏa, rà soát, phường còn làm tốt công tác tiêu độc khử trùng, vệ sinh môi trường sạch sẽ, tiếp tục vận động tuyên truyền nhân dân không nên hoang mang lo lắng, hạn chế ra ngoài, tiếp xúc nhiều người để cùng nhau chiến thắng đại dịch. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, tại Lai Châu, công tác phòng chống dịch bệnh đã và đang được quan tâm hơn bao giờ hết. Qua đó, các ban ngành, đoàn thể tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm và triển khai nhiều biện pháp để phù hợp, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Nhằm đảm bảo việc kiểm soát dịch bệnh, vừa qua, Ban chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh đã thành lập 4 chốt kiểm soát dịch bệnh trên các tuyến đường nối với tỉnh. Các chốt kiểm soát hoạt động 24/24 giờ và thực hiện nghiêm việc kiểm tra y tế cũng như tuyên truyền cho người dân đeo khẩu trang và các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho bản thân và gia đình. Trước cái tình hình diễn biến phức tạp của cái dịch COVID-19 thì để tham mưu cho Ủy ban tỉnh về cái việc ngăn chặn và chủ động phát hiện các cái đối tượng có thể là có cái mầm bệnh từ bên ngoài tỉnh vào trong địa bàn tỉnh, thì cơ quan thường trực chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu với tỉnh thành lập 4 cái chốt chặn trên các cái tuyến đường vào trong tỉnh. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cũng đã tham mưu và tỉnh cũng đã thành lập 4 cái chốt chặn này, và hiện nay 4 cái chốt chặn này cũng đã đi vào hoạt động theo đúng cái chức năng nhiệm vụ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện thì chúng tôi thấy rằng là có một số những cái khó khăn. Cái thứ nhất là về địa điểm đặt để đáp ứng được cho cái hoạt động của các cái chốt chặn này đảm bảo được yêu cầu chuyên môn, thì đây là một cái khó khăn ban đầu. Tôi nói cụ thể như là cái vị trí đặt chốt và cái đối tượng phải lấy thông tin và cái cách thức lấy thông tin thì nó rất khác so với lại các cái dạng chốt chặn và để khai thác thông tin khác. Vì đây là lấy thông tin từ con người và yêu cầu chuyên môn thì phải đầy đủ các loại thông tin từ 14 ngày trước đó và cái quá trình di chuyển của từng người một, cho nên là mất rất nhiều thời gian. Do vậy, chúng tôi cũng đã thiết kế các cái biểu để cho các nhà xe lấy các cái lời khai thông tin của từng khách đi trên xe để kiểm soát và làm nào đó để đạt được cái hiệu quả cao về cái việc lấy thông tin đối với từng nhà khách và cũng đảm bảo về cái thời gian ngắn nhất giúp cho cái phương tiện dừng lại ở tại đó mất ít thời gian nhất để tránh cái phiền hà. Vừa qua, Bộ Giao thông Vận tải đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải thực hiện việc khai báo y tế điện tử bắt buộc với các hành khách trước khi thực hiện hành trình. Qua đó, Sở Giao thông Vận tải đã nhanh chóng phổ biến tới 100% các doanh nghiệp vận tải trên địa bàn tỉnh thực hiện. Tuy nhiên, với đặc thù là tỉnh miền núi nên công tác này gặp phải một số khó khăn nhất định. Hiện nay, Sở Giao thông Vận tải đang tìm cách giải quyết và đặt mục tiêu quyết tâm đảm bảo chặt chẽ trong công tác phòng chống dịch bệnh. Được biết, trước đó, Sở Giao thông Vận tải cũng đã triển khai việc bắt buộc đeo khẩu trang tại các bến xe, tiến hành thu thập và tổng hợp thông tin về cơ quan chức năng với các hành khách khi bắt đầu hành trình. Ngày 23 tháng 3 vừa rồi, thì Sở có nhận được cái công văn hỏa tốc của Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo về cái việc kê khai điện tử y tế đối với hành khách tham gia trên các cái tuyến liên tỉnh, xe đối với công cộng liên tỉnh. Thì Sở Giao thông đã triển khai văn bản chỉ đạo đến các doanh nghiệp vận tải thực hiện nghiêm cái việc là khi hành khách lên xe thì yêu cầu là cập nhật các cái trang theo từng bước, bước 1, bước 2, bước 3 để cập nhật thông tin và cái công tác phối hợp đối với Sở Y tế, chỉ đạo đối với từng doanh nghiệp cũng như bến xe và các cái phòng ban liên quan của Sở để thực hiện nghiêm cái việc theo chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải.
Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, bên cạnh những nỗ lực của các ban ngành chức năng, người dân cũng cần nâng cao ý thức tự giác, hợp tác, phối hợp, chấp hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Qua đó, góp phần bảo vệ an toàn sức khỏe của bản thân, gia đình và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị cho việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội 13 của đảng, cùng với các địa phương khác ở trong tỉnh, thời gian qua thì xã Phúc Than, huyện Than Uyên đang thực hiện tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cho đại hội đảng bộ xã, đảm bảo theo kế hoạch đề ra. Đến thời điểm hiện tại, xã Phúc Than đã có gần 90% chi bộ đã tổ chức thành công đại hội. Theo đánh giá của Đảng ủy xã Phúc Than, đại hội các chi bộ đã đạt kết quả tốt trên cơ sở, báo cáo chính trị đánh giá đúng thực chất, khách quan toàn diện tình hình thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng đảng, đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong quá trình lãnh đạo chỉ đạo thực hiện. Xác định rõ mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới sát với thực tế của địa phương để tổ chức thực hiện có hiệu quả. Xây dựng được đội ngũ cấp ủy mới đảm bảo các tiêu chuẩn, có năng lực, đạo đức và tính kế thừa để lãnh đạo chi bộ trong thời gian tới. Trong cái nhiệm kỳ tới thì chi bộ Sân Bay cũng đã đại hội xong thì cũng đề ra một cái phương hướng nhiệm vụ là trọng tâm là thứ nhất là phát triển kinh tế xã hội này, đề ra những cái mục tiêu là bình quân thu nhập là của mỗi người là lạt 38 triệu trên một người trên một năm, hướng tới là sẽ tuyên truyền và vận động nhân dân là sẽ áp dụng cái khoa học kỹ thuật, đưa cái giống cây con giống mới đi vào sản xuất để mà tăng cái hiệu suất, năng suất để tăng cái thu nhập của nhân dân. Trên cơ sở thành công đại hội của các chi bộ, Đảng ủy xã Phúc Than đã rút ra được một số kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị tổ chức để làm tốt công tác đại hội đảng bộ xã. Huyện ủy Than Uyên đã phân công một số đồng chí trong ban thường vụ và các ban đảng về cơ sở chỉ đạo hướng dẫn Đảng ủy xã xây dựng báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, đề án nhân sự và công tác tuyên truyền cho đại hội. Đến nay, công tác chuẩn bị đại hội ở xã Phúc Than đã cơ bản hoàn thành, trình Ban Thường vụ huyện ủy thông qua. Bên cạnh tích cực chuẩn bị đại hội, Đảng ủy xã cũng chỉ đạo các chi bộ, lãnh đạo các đoàn thể, động viên nhân dân xã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động sản xuất, chỉnh trang nông thôn, xây dựng những đường hoa đẹp để chào mừng đại hội. Chúng tôi đã chuẩn bị cái báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và cái đề án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025. Thì báo cáo đồng chí thì thời gian tiến hành đại hội của đảng bộ xã thì chúng tôi dự kiến thì sẽ đại hội trong tháng 4-2020 là cơ bản đại hội sẽ phải đại hội xong đại hội đảng bộ xã. Và đồng chí như vậy, cái theo kế hoạch thì là trước đây là 21-22 tháng 5 nhưng mà điều chỉnh để đại hội sớm hơn so với quy định để đảm bảo cái thời gian. Với tinh thần khí thế mới, hy vọng đại hội của Đảng bộ xã Phúc Than nhiệm kỳ mới thành công tốt đẹp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã, tăng cường khối đoàn kết, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.